chớ có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng giờ mới quê hương. Ở nơi đó tôi còn một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi giặt ngao. Ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Con nước trôi xuôi dòng sông lững lờ, ra bờ mảnh hẹn với em, mai mốt đây em đem cao chầu nhờ người sẽ giết tình ta. Em chớ nên lo buồn, anh sẽ đưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gạch đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo. Em bảo sao hả anh? Thằng Tâm cái tánh nó cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị đoan. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trăng. Hàng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua dặm hồi thấy mẹ lắc đầu, em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh hành quân, sao nó không cho em đi? Anh sợ cái lắc đầu và một tiếng khóc, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ. Thank you.
sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ nhìn theo con nước, có dòng nước nào về chợ mới để thăm mẹ. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em nhắn thăm đôi điều rằng dường như anh thấy chiếc áo nàng phơi. Dòng sông chờ mới người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn chầu cao. Rồi gặp anh hai á, anh bảo anh bây giờ là thượng sĩ, tính nó hiền lành nè, được đồng đội thương dân quy. Anh biết sao không? Sao em? Nghe nói chưa tròn câu chiếc hóa trò trên tay dừng lại. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Dội ra sao hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương giờ chảy mãi giữa lòng sông. Chờ mới đón anh đón người để mới, còn buồn không anh sao dần đây anh về. Cảm ơn rất nhiều. Những anh đâu dám nhận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xe yên không phải bến, là trọn đời chỉ chuốc khổ mà thôi. Anh chưa về vì biển cương còn bóng giặc, chờ nhớ em nhiều nhớ chờ mới thủy. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khăn khoai, nhớ bên sông xưa em dặn áo buổi trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chờ mình vẫn là chờ mơ, vì sao nông chờ có lâu lắm không? Vâng, xin cảm ơn các bạn.